Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Dĩ đài. Trước khi đại chiến đến, quân địch đều đã phái ra không ít trinh sát nhắm đến chúng ta. Trong khu rừng u ám, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang âm thầm nhìn về đây. Vì trận chiến này không có sai sót nào, át chủ bài của chúng ta cũng không thể nào để bị bại lộ sớm hơn. Tối nay ta và ngươi cùng hành động, đánh tai mắt của bọn họ trước. Ta ngược lại thì không có vấn đề, nhưng mà đại đương gia vẫn nên ở trong đại doanh đúng không? Hành động cùng với ta, lỡ như có tổn thất gì, sẽ bị hàng vạn đại quân bao vây đấy. Sao vậy, xem thường ta sao? Năm đó ta một mình lẻn vào Vương Thành, tự tay chém chết vương của Nhung tộc. Giết mấy trinh sát không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Ngược lại là có nghe Uyển Nhi nói qua chuyện này, chỉ là cô ta dặn dò ta, tuyệt đối không được để ngươi xảy ra chuyện. Chỉ là trận chiến này tại sao không để Uyển Nhi đi theo? Vẫn chưa đến lúc, mỗi người đều có chức trách riêng của mình. Đây sớm đã vạch rõ kế hoạch rồi. Đi thôi, chia ra hai đường. Ngươi đối phó với trinh sát của Thành Hạo Giáp, ta đối phó với trinh sát của Thành Nương Châu. Xem ai giết nhiều hơn, nếu như ai thua rồi, phải đồng ý với đối phương một điều kiện. Được thôi, ngươi muốn cái gì? Thân vô thải phượng song phi dực. Vẫn chưa nghĩ ra, trước tiên cứ nói phần thưởng trận đấu, nếu không thì cũng không thú vị. Phi yến thân pháp. Được, một nơi đã định. Ẩm mã pha phía tây. Thuyền nương thực của trại Cáp Mô đã vào bờ phía tây rồi, cách ba dặm, chỉ là không biết vận chuyển cái gì. Trinh sát của trại Cáp Mô không nhiều, không có cách nào sắp xếp lính gác ở vài dặm xung quanh. Có mà quan tâm đến khu rừng ở giữa, đây là cơ hội của chúng ta. Là máy bắn đá hay sao? Có thể là vậy, chúng ta cần phải lại gần một chút. Dựa theo báo cáo của các huynh đệ khác, vết xe của xe lương thực còn khá sâu. Còn có một vài bộ thuốc nổ được giải ở nơi này. Vốn dĩ là nghĩ sẽ ở bên cạnh với Uyển Nhi, nhưng vào lúc này bản thân tại sao lại làm những việc này? Hơn nữa còn đồng ý một lời cá cược như vậy. Đợi sau khi thắng đòi trình đại lôi làm cái gì đây? Cùng lúc đó, hành động đánh chết của trình đại lôi cũng đang còn tiến hành. Sau khi trải qua trận chiến lương thực, theo lý mà nói trong khoảng thời gian ngắn, Nương Châu có lẽ sẽ gom không đủ lương thực cho 10 vạn người. Lần này trước đại chiến lẻn vào đây, có lẽ cũng là hàng vạn binh lực của kẻ địch. Khi xuất động, động tĩnh lớn như vậy, khói thổi lên bừng bừng, lại gần thêm một chút nữa, nhưng lại có thể nhìn thấy tình trạng xung quanh của quân doanh, ngoại vi đại quân Nương Châu. Đây là trận hình phòng ngự, nhân viên ngoại vi dày đặc, quân doanh ở giữa lại thiếu người. Trong quân doanh 10 vạn đại quân chỉ có từng người này sao? Ấy có gì đó sai sai. Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Đại Lôi vội vàng quay về, triệu tập các tướng bàn bạc trước khi chiến đấu. Hiện tại kết quả của chiến đấu giành được là chiếm vững được Kim Đào, đã thông được tiết điểm quan trọng nhất của sông Cẩm Xuyên. Hỏa pháo trực tiếp ép thành Nương Châu có thể đẩy lùi đại quân cố thủ thành Kim Đào, rồi từ từ tính tiếp. Nhưng cho đến bây giờ, đại quân của thành Nương Châu cũng xem như là không bị chấn thương. Trận chiến này chúng ta dùng hỏa pháo quy mô lớn, chính là một lần đánh cho bọn họ sứt đầu mẻ trán. Mà chiến tuyến của chúng ta bị kéo càng lúc càng dài, binh lực phân tán, chủ lực
ra trận lần này đều đã đưa vào. Nếu như kẻ địch còn có mục tiêu khác, vậy thì chỉ có thể là Thành Sóc Phương sau này. Thành Sóc Phương còn cất giữ một lượng lớn lương thực và thuốc nổ. Nếu như Thành Sóc Phương bị chiếm, chúng ta sẽ có nguy cơ trước sau bị đánh từ hai phía, thành kim đao cô lập không ai cứu viện. Còn sẽ mất đi khống chế đối phương đối với đường sông Cầm Xuyên, bị chặn đường lui và đường lương thực của đại quân. Đường ra hay là ta lập tức đem binh rút về phòng ngự ngay, không cần chúng ta vốn dĩ cũng ít người, đặc biệt là đại quân ở gần sông lớn, rút lui cũng không dễ dàng. Trận chiến này nếu như đã bắt đầu, thế thì dựa theo tất cả đã được sắp xếp, mà bước tiếp theo có lẽ là phải nhanh chóng. Đại đường ra về từ lúc nào vậy? Đêm mùa thu đầy sương, ta muốn về sớm, ngươi thì sao? Hành động có thuận lợi hay không? Phục tùng mệnh lệnh, tổng cộng đã giết chết 73 trinh sát của quân địch. Tốt lắm, cộng thêm ta, nếu tính lại, có gần hơn 100 người.